Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc vào sáng nay 11 tháng 10. Với tinh thần dân chủ và tập trung cao, đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Với khẩu hiệu hành động tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng công đoàn tỉnh Lào Cai vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị xã hội của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Với tinh thần dân chủ và tập trung cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 32 đồng chí, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần. Phiên làm việc buổi chiều, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17 họp phiên thứ nhất, báo cáo kết quả phiên họp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia vào các văn kiện đại hội, văn kiện Công đoàn Việt Nam, điều lệ Công đoàn Việt Nam, thông qua nghị quyết đại hội và tiến hành phiên bế mạc. Nội dung chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự sau.